kính chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin 141 do Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội phối hợp cùng Công an thành phố Hà Nội thực hiện. Mở đầu bản tin ngày hôm nay sẽ là những tin tức trên lĩnh vực đảm bảo an ninh trật tự mà chúng tôi vừa cập nhật. Thông tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết, trong tối ngày 19 tháng 3, rạng sáng ngày 20 tháng 3, các tổ công tác 141 hóa trang xử lý vi phạm trên đường Võ Chí Công đã bắt giữ 27 đối tượng có hành vi nẹt pô, lạng lách, đánh võng. Tất cả các đối tượng đều được bàn giao cho công an phường sở tại, xác minh và giải quyết theo quy định. Ngoài ra, trong tối 19 tháng 3, 3 tổ công tác 141 làm nhiệm vụ công khai xử lý vi phạm nồng độ cồn đã phát hiện 14 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 3 ô tô, 11 mô tô, trên 759 lượt kiểm tra, tạm giữ với 14 phương tiện. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án đối với Nguyễn Viết Việt, sinh năm 1984, trú tại số 60B, phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, và Tào Ngọc Tú, sinh năm 1984, trú tại 76, phố Quán Thánh, quận Ba Đình, để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, vào khoảng 10 giờ 20 phút ngày 2 tháng 3 năm 2023, Công an phường Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát địa bàn, phát hiện một người đàn ông có biểu hiện nghi vấn đang đứng tại vỉa hè phố Hàng Cân, yêu cầu kiểm tra hành chính. Qua kiểm xác định đối tượng này đang chở khách để bán ma túy. Nhân thân đối tượng được làm rõ là Nguyễn Viết Việt. Từ lời khai của Việt, lực lượng công an đã bắt khẩn cấp đồng bọn của Việt là Tào Ngọc Tú, đồng thời tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng này tại số 76 phố Quán Thánh, Ba Đình. Thời điểm khám xét, cơ quan công an đã thu giữ gần 7 gram ma túy tổng hợp. Vụ việc được bàn giao cho đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Hoàn Kiếm để làm rõ theo thẩm quyền. Tổng công ty phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính Việt Nam VDF vừa có văn bản đề nghị công ty trách nhiệm hữu hạn thu phí tự động VETC truy thu phí sử dụng dịch vụ đường bộ đối với 239 phương tiện đã có hành vi trốn thu phí. Theo thống kê của VDF, từ ngày 1 tháng 1 đến 6 tháng 3, đã có 239 phương tiện với 1.071 lượt xe trốn không trả phí khi đi qua trạm thu phí số 2 quốc lộ 5 với số tiền gần 51 triệu đồng. Các hình ảnh vi phạm vẫn đang được VDF lưu giữ. Đối với các xe có tài khoản giao thông, khi kiểm tra có đủ tiền, VDF đã thực hiện trừ tiền offline. Còn những phương tiện không còn đủ số dư trả phí hoặc chủ phương tiện khóa tài khoản thì hiện nay chưa trừ được. Thưa quý vị, vào sáng ngày 20 tháng 3 tại cảng Nam Hải Đình Vũ, Hải Phòng, Cục Hải quan Hải Phòng chủ trì phối hợp với Công an Hải Phòng đã khám xét một container chứa ngà voi nhập lậu từ châu Phi. Vụ buôn lậu vận chuyển trái phép ngà voi lớn nhất từ trước đến nay tại cảng Hải Phòng với số lượng ước tính khoảng 7 tấn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cục Hải quan Hải Phòng đã phân tích đánh giá 6 container nghi vấn, trong đó xác định lô hàng gồm 3 container, khai báo là hạt lạc, có dấu hiệu rủi ro rất cao. Cụ thể, lô hàng xuất phát từ Angola được truyền tải tại Singapore nhằm che giấu tuyến đường vận chuyển, mô tả tên hàng hóa bằng ngôn ngữ không phổ thông và sử dụng thông tin người nhận hàng không chính xác. Đây là thủ đoạn mới hết sức tinh vi nhằm trốn tránh sự kiểm soát của cơ quan hải quan. Ngay khi hàng hóa được xếp dỡ xuống cảng, lực lượng chức năng đã kiểm tra hàng hóa bằng máy soi container và kiểm tra thủ công toàn bộ lô hàng sau khi phân tích hình ảnh có nghi vấn. Kết quả khám xét, phát hiện trong container mang số hiệu UACU 3786863, ước tính chứa khoảng 7 tấn ngà voi, là số lượng lớn nhất từ trước đến nay tại cảng Hải Phòng. Tổng cục Hải quan đang tiếp tục phối hợp với các lực lượng có liên quan, xác minh làm rõ để xử lý theo quy định. Thưa quý vị, trước khi nào câu chuyện lập lại trật tự lòng đường vỉa hè tại Hà Nội lại nóng như hiện nay, khi nhiều tuyến đường đã bị lấn chiếm vỉa hè, và người đi bộ thì phải vất vả, chen chân xuống lòng đường. Phương tiện dừng đỗ thì tràn lan, gây ùn tắc giao thông, mất mỹ quan đô thị. Trước tình hình đó, chính quyền thành phố đã vào cuộc nhằm xử lý vi phạm và lấy lại sự thông thoáng cho vỉa hè. Bước đầu đạt nhiều kết quả khả quan, được nhân dân đồng tình ủng hộ, đặc biệt là tại nhiều tuyến phố cổ trong nội đô, ghi nhận tại quận Hoàng Mai trong sáng nay. Thực hiện chỉ thị 27 ngày 15 tháng 3 năm 2023 của quận ủy Hoàng Mai, Đảng ủy phường Tân Mai đã ban hành nghị quyết chuyên đề tăng cường lãnh đạo chỉ đạo thực hiện công tác đảm bảo trật tự và văn minh đô thị. Ủy ban nhân dân phường đã ban hành kế hoạch triển khai ngay.
Theo đó, 700 hộ kinh doanh buôn bán tại các tuyến đường, tuyến ngõ đều ký cam kết đảm bảo văn minh đô thị, vệ sinh môi trường, không được lấn chiếm vỉa hè buôn bán. Từ đầu tháng 3 đến nay, phường Tân Mai đã tiến hành xử phạt với 70 trường hợp, số tiền hơn 10 triệu đồng. Trong đợt cao điểm ra quân bắt đầu từ sáng nay, phường tiếp tục tuyên truyền nâng cao ý thức người dân, xử lý mái che, mái vẩy, sắp xếp phương tiện, quét sơn vạch kẻ đường, bóc xóa quảng cáo giao vặt trái phép với sự tham gia của 250 cán bộ, hội viên, các tổ chức chính trị, đoàn thể và nhân dân trên toàn địa bàn. Tại khu vực cầu Xét thì chúng tôi cũng đã tổ chức hôm nay ra quân gồm có lực lượng công an phường, lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng, đoàn thanh niên và một số các ban ngành đoàn thể, toàn bộ hệ thống chính trị của phường sẽ tiến hành tổ chức ra quân để giải tỏa toàn bộ các cái vi phạm về trật tự đô thị xung quanh khu vực cầu Xét. Sau khi giải tỏa xong cái việc vi phạm tại khu vực này thì chúng tôi sẽ bàn giao lại cho toàn bộ cái khu vực này cho khu dân cư, để tổ dân phố để tổ chức xã hội hóa để trồng hoa để thành cái khu vực công viên vui chơi cho nhân dân trên địa bàn phường. Một trong những địa bàn tạo được nhiều chuyển biến nhất trong việc lập lại trật tự đô thị là khu vực phố Nguyễn An Ninh thuộc phường Tân Mai. Hơn 300 hộ kinh doanh ở mặt phố này đều ký cam kết không lấn chiếm vỉa hè. Lực lượng chức năng quận, phường cũng thường xuyên kiểm tra, xử lý các trường hợp lấn chiếm hè phố lòng đường, làm nơi kinh doanh, buôn bán, duy trì và tạo nếp sống văn minh đô thị, dành lại hè phố cho người đi bộ. Song song với những cái biện pháp mạnh là chúng tôi thu giữ và xử phạt, thì bên cạnh đó thì cũng huy động là tất cả hệ thống chính trị phải vào cuộc và cố gắng để là duy trì để tạo thành một cái thói quen cho người dân là bên cạnh song song phát triển kinh doanh buôn bán để phát triển kinh tế thì phải đảm bảo được cái vấn đề văn hóa văn minh đô thị và xác định là cái việc như thế này chúng tôi phải duy trì thường xuyên để tạo cho nhân dân thành một cái thói quen. Hộ gia đình chúng tôi là chấp hành mọi yêu cầu của phường và tất cả mọi thứ đều cho vào trong nhà hết chứ cũng không bao giờ để ra về hè. Bởi vì cái việc làm như thế này là rất là đúng. Thế có khi nào không có lực lượng chức năng thì lại bày ra không? Không. Tại vì đây nó là vỉa hè cho dân đi thì thực ra là chúng tôi chấp hành. Tính từ đầu tháng 3 đến nay, lực lượng chức năng trên địa bàn quận Hoàng Mai đã xử lý hơn 1.300 trường hợp vi phạm, phạt tiền gần 700 triệu đồng, thu giữ 110 phương tiện. Quan điểm của Ban chỉ đạo 197 quận là trong quá trình thực hiện phải đảm bảo đúng quy định của pháp luật, chủ trương của thành phố, bảo đảm toàn diện, đồng bộ, làm đến đâu, dứt điểm đến đó, không đánh trống bỏ rùi, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Phần còn lại của chương trình, mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi những phương thức thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại mới xuất hiện qua khuyến cáo của cơ quan công an. Cái thủ đoạn mới của các đối tượng là lợi dụng vào cái việc vay các thông tin ở các trường học và xác định được là cái người bị hại đối tượng là học sinh, sinh viên các trường và gọi điện và có thông tin của phụ huynh để gọi điện giả danh là bác sĩ, giả danh là cán bộ nhân viên nhà trường để lừa đảo chiếm đoạt số tiền. Các đối tượng chia vai ra, các đối tượng thì là giả danh là cán bộ nhà trường, có đối tượng giả danh là bác sĩ cấp cứu. Và những cái trường hợp đấy thường các đối tượng là có cả bật cái chế độ cái ghi âm và cái âm thanh của đèn xe cấp cứu và tiếng còi xe cấp cứu để cho đối tượng tạo ra cái niềm tin cho người bị hại là con em và anh người nhà mình đang bị đi cấp cứu thật. Đối với phụ huynh như này tôi cũng khuyến cáo là bình tĩnh và kiểm tra thông tin trước khi mà chuyển tiền. Kiểm tra thông tin đến các nguồn thông tin rồi từ nhà trường, từ giáo viên chủ nhiệm, từ các nhóm cho phụ huynh học sinh thì kiểm tra là con em mình có phải bị như thế không thì phải bình tĩnh và sau khi kiểm tra kiểm chứng được thông tin thì hãy làm theo những cái nội dung đấy chứ không được là vội vàng chuyển tiền dẫn đến mắc bẫy của đối tượng lừa đảo. Bản tin 141 hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.